xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian cho bản tin kinh tế tài chính. Bản tin hôm nay có một số tin tức đáng lưu ý sau đây. Mời quý vị cùng điểm qua. Việt Nam nhập hơn 800.000 tấn xăng dầu trong tháng 4. Cần siết chặt quy định sử dụng bia rượu. Ngành sản xuất ô tô toàn cầu cắt giảm 38.000 việc làm trong 6 tháng qua. Bộ đã chỉ đạo Bộ Công Thương chủ trì tiếp tục rà soát nghiên cứu cắt giảm một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh doanh xăng dầu để thị trường xăng dầu cạnh tranh hơn và đảm bảo nguồn cung tốt hơn. Ngoài ra, Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung Nghị định số 83 trên 2014 trên NDCB để ngày càng hoàn thiện hơn công tác quản lý điều hành thị trường xăng dầu. Đồng thời, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan, tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá, xem xét sửa đổi các quy định về thuế, nghiên cứu quy định thuế bảo vệ môi trường cho riêng xăng sinh học e 5 ơ 10 phù hợp với mức phát thải ra môi trường. Theo Bộ Công Thương, trong tháng 4 2019, Việt Nam đã nhập hơn 800.000 tấn xăng dầu các loại phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Thống kê cho thấy Malaysia vẫn là thị trường cung cấp xăng dầu chủ yếu cho Việt Nam với lượng nhập khẩu 4 tháng đầu năm nay khoảng 878.000 tấn, tương đương 516,70 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, hai thị trường khác là Singapore và Hàn Quốc cũng có lượng nhập khẩu về lần lượt là hơn 744.600 tấn và gần 654.000 tấn. Cùng với việc điều chỉnh quy động thủy điện linh hoạt theo lưu lượng nước về và nhu cầu phụ tải Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã quy động tối đa các nhà máy nhiệt điện than và tu bin khí khu vực miền Nam và các nguồn điện chạy dầu để bảo đảm việc cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng và cả năm 2019. Cụ thể, EVN đã quy động tối đa các nguồn chạy dầu, tập trung giám sát chặt chẽ liên tục đường dây truyền tải để tăng cường công suất từ Bắc vào Nam, đồng thời điều chỉnh quy động thủy điện linh hoạt theo lưu lượng nước về và bổ sung bảo đảm nguồn thang cho phát điện của các nhà máy nhiệt điện. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị trực thuộc đã chủ động làm việc cụ thể với ngành thang để tháo gỡ khó khăn, đảm bảo cung ứng nguồn than phục vụ phát điện, đồng thời tính toán đến việc nhập khẩu cả khí, trong bối cảnh nguồn khí sau nhiều năm khai thác liên tục đã suy giảm. Thời gian tới, EVN sẽ đẩy nhanh đưa vào hoạt động các dự án điện mặt trời, gia tăng nguồn nhiên liệu khí cho phát điện. Kết quả kiểm toán, kiểm toán nhà nước xác định số phải nợ tăng thêm gần 20.000 tỷ đồng, trong đó có một số đơn vị có kiến nghị nộp ngân sách lớn như Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Tiền lực Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam. Báo cáo của kiểm toán nhà nước tổng hợp kết quả kiểm toán năm vừa qua cho biết thu ngân sách nhà nước năm 2017 tăng 6,7% so với dự toán giao, đạt mức tăng cao nhất trong 2 năm gần đây. Song kết quả tăng thu chủ yếu từ tiền sử dụng đất, lợi nhuận cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp. Nếu loại trừ dầu thô, tiền sử dụng đất và sổ số, số kiến thiết, thu nội địa chỉ đạt hơn 98% dự toán giao. Báo cáo cũng cho biết, tình trạng các tổ chức đơn vị người nộp thuế hạch toán và kê khai thiếu doanh thu, xác định sai chi phí, từ đó tính thiếu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các khoản phải nộp khác vẫn diễn ra và chậm được khắc phục. Kiểm toán nhà nước xác định số phải nộp tăng thêm 20.000 tỷ đồng, trong đó có một số đơn vị có kiến nghị nộp ngân sách nhà nước lớn như Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ, Tổng công ty thép Việt Nam, Tập đoàn điện lực Việt Nam, Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, đồng nhân dân tệ liên tục bị phá giá và mất giá nhiều hơn so với đồng Việt Nam trước đô la Mỹ sẽ tạo ra chênh lệch mất giá giữa nhân dân tệ so với đồng việt nam là rất lớn giá trị của đồng việt nam so với đồng nhân dân tệ tăng lên do vậy giá hàng quá trong đó có thủy sản xuất khẩu từ việt nam sang trung quốc sẽ cao hơn gây khó khăn cho việc tiêu thụ Hiện nước cạnh tranh xuất khẩu lớn nhất với Việt Nam tại thị trường Trung Quốc là Ấn Độ, đang có nguồn cung tôm rẻ hơn, lại thêm đồng ruby cũng bị phá giá sâu so với đô la Mỹ, nên chênh lệch mất giá với nhân dân tệ ít hơn so với đồng Việt Nam. Do vậy, Ấn Độ sẽ đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc và Việt Nam sẽ bị áp lực cạnh tranh mạnh hơn. Nếu bị ảnh hưởng, chắc chắn sẽ làm giảm doanh số thủy sản xuất khẩu nói chung và sẽ tác động đến các thị trường khác trong khu vực. Không chỉ thủy sản, Trung Quốc còn là thị trường lớn của nhiều loại nông sản khác của Việt Nam. Việc nhân dân tệ mất giá có thể ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu nhóm hàng này trong thời gian tới. Thưa quý vị, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội, dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia là một trong những vấn đề được các đại biểu quan tâm thảo luận. Điều này càng trở nên nóng hơn trong bối cảnh thời gian qua liên tiếp xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu bia gây ra. Các đại biểu quốc hội cho rằng các quy định xử phạt người vi phạm chưa đủ tính răng đe. Nhiều ý kiến cho rằng cần phải siết chặt hơn nữa các quy định bán cũng như sử dụng rượu bia. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam đang ở mức báo động. Bình quân mỗi người Việt Nam tiêu thụ khoảng 6,6 lít cồn một người một năm. Tỷ lệ nam giới và thanh thiếu niên sử dụng rượu bia đều ở mức cao. Việc lạm dụng bia rượu đã trở thành một mối nguy hại khi uống quá nhiều và mất kiểm soát bản thân. Ở đây nó như một cái thói quen, nó ăn rất sâu rồi, cho nên để thay đổi nó là một không thể một sớm một chiều, cho nên chúng ta đương nhiên là phải có kỳ vọng nhưng mà cũng phải thấy được là với một cái giới hạn của luật thì cái luật phòng chống tắc hại rượu bia này theo tôi đánh giá nó chỉ có tác dụng nhiều nhất trong cái vấn đề là làm sao để từng bước thay đổi được cái tư tưởng, thay đổi được cái văn hóa rượu bia và Chứ còn những cái biện pháp chế tài kèm theo nó thì tôi cảm thấy là vẫn chưa thỏa đáng. Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng mà người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn cao hơn mức quy định. Do đó, đại biểu quốc hội kiến nghị lần sửa luật này cần phải đưa vào những quy định có tính răng đe, xử phạt nặng, thậm chí là tăng nặng hình thức phạt tù. Trong luật chống tác hại của rượu bia lần này, phải rút kinh nghiệm từ cái luật phong chống tác hại của thuốc lá để trong luật cần phải có những cái quy định hết sức cụ thể chặt chẽ để luật khi đưa vào sử dụng là có hiệu lực, có hiệu quả và thể hiện được cái tính răn đe, cảnh báo và xử lý nghiêm những cái vi phạm. Trong dự thảo luật có nêu là không được sử dụng rượu bia trước và trong khi tham gia giao thông. Thì tôi thấy là cái quy định trước ở đây nó cũng không có cụ thể cần phải lượng hóa nó cụ thể hơn. Vì trước ở đây là trước như thế nào? Một tiếng, hai tiếng hay là ba, bốn, năm tiếng thì phải cụ thể. Cũng có ý kiến cho rằng để giảm mức tiêu thụ rượu bia, cần đánh thuế tiêu thụ rượu bia ở mức cao, giá rượu đắt sẽ khiến người dân giảm uống. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi là truyền thống để thay đổi nhận thức, thay đổi văn hóa sử dụng rượu bia hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các bộ ngành địa phương đã nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đơn giản quá nhiều khâu thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn không ít những doanh nghiệp vẫn đang gặp nhiều chướng mắt từ chính sách. Sau hơn 8 tháng kể từ ngày hoàn thiện các thủ tục đất đai, đến nay, nhà máy sản xuất bê tông đúc sẵn với vốn đầu tư 200 tỷ đồng của doanh nghiệp này vẫn chưa xin chế phép xây dựng trong khi đó, một nhà máy khác dù đã đi vào hoạt động 3 năm nhưng lại chưa thể chuyển đổi sổ đỏ sang sổ hồng. Những chậm trễ trong thủ tục hành chính không chỉ gây thiệt hại lớn về kinh tế mà còn làm hạn chế các cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt trong việc tiếp cận chúng. Thiết kế đã xong rồi, lại phải đi thẩm tra, thẩm định, rồi lại phải qua phòng cháy chữa cháy mất 4 tháng nữa để người ta cấp cho mình cái phương án thẩm tra phòng cháy thì lúc đó hồ sơ mới được hoàn thiện để đưa sang ngành xây dựng để cấp phép. Với những dự án mà có rất nhiều hạng mục phải nhập thiết bị từ nước ngoài thì việc này không thể thực hiện được. Báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ, thủ thủ tục hành chính năm 2018 cho thấy chi phí cho thủ tục hành chính bao gồm cả chi phí về thời gian, tiền của, cả chi phí trực tiếp và gián tiếp, chi phí chính thức và không chính thức của các doanh nghiệp còn rất cao. Nhiều bất cập trong văn bản hiện hành quy định các thủ tục hành chính vẫn đang còn tồn tại và gây khó cho doanh nghiệp. Cái hệ thống pháp luật thể chế hiện nay cũng còn nhiều điểm bất cập. Nhiều các cái chính sách còn còn chưa thỏa đáng. Cái hệ thống thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản pháp luật còn rất là phiền hà. Nếu chỉ dựa vào hệ thống luật pháp thì có lẽ nó sẽ phải mất một thời gian dài để xây dựng, để hoàn thiện và đi vào thực thi. Thế nhưng những có chính phủ có thể lẫn đẩy nhanh quá trình này bằng cách là chủ động trao đổi thẳng thắn thường xuyên với doanh nghiệp về những vướng mắc trong quá trình trong quá trình họ sản xuất kinh doanh để có đưa ra những cái khung chính sách hỗ trợ một phù hợp. Môi trường kinh doanh của Việt Nam hiện xếp thứ 69 trên 190 quốc gia và dùng lãnh thổ. Dư địa cho cải cách còn rất lớn và chỉ khi cải cách thực chất thì mục tiêu đặt ra đến năm 2020 có một triệu doanh nghiệp tư nhân hoạt động hiệu quả của Việt Nam mới trở thành hiện thực. Tình kinh tế tài chính thế giới Sau một thập kỷ liên tục tăng trưởng, ngành sản xuất công nghiệp ô tô toàn cầu đang chứng kiến sự chững lại ở các thị trường Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Trong 6 tháng qua, các doanh nghiệp sản xuất ô tô thế giới đã phải cắt giảm tới 38.000 việc làm. Nhu cầu của Trung Quốc sụt giảm mạnh, căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và những lo ngại việc Tổng thống Trump nâng thuế do ô tô xuất xưởng châu Âu được xem là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sa thải hàng loạt hiện nay. Ngân hàng Morgan Stanley cảnh báo lợi nhuận của Apple có thể bị sụt giảm 30% nếu phải hứng chịu động thái trả đũa từ phía Trung Quốc trong cuộc chiến thương mại Mỹ Trung. Con số trên tương đương với toàn bộ lợi nhuận ước tính của Apple tại thị trường Trung Quốc, gồm cả Hồng Kông Trung Quốc. Phần lớn chuỗi cung ứng của táo khuyết hiện cũng nằm tại Trung Quốc và hãng sẽ không thể dễ dàng chuyển hoạt động khỏi nước này. Nếu bị hạn chế sản xuất, mặc dù hiện chưa có lệnh cấm nào do Apple tại Trung Quốc nhưng một làn sóng tại cha iPhone đã nổ ra sau quyết định hạn chế của Mỹ đối với Huawei. Một khảo sát mới đây cho thấy cứ 4 doanh nghiệp thì chỉ có một doanh nghiệp Nhật Bản có kế hoạch tuyển lao động nước ngoài, mặc dù chính phủ nước này đã ban hành chính sách thị thực mới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại quốc gia này. Cuộc khảo sát trên được tiến hành từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 5 đối với lãnh đạo của 477 doanh nghiệp vừa và lớn tại Nhật Bản. Theo đó, 41% công ty cho hay hoàn toàn không cân nhắc việc thuê lao động nước ngoài, 34% ý kiến cho rằng không có kế hoạch thuê nhiều lao động nước ngoài và chỉ có 26% số doanh nghiệp được hỏi có ý định tuyển lao động nước ngoài. Trong số những công ty có ý định thực hiện tuyển dụng, phần lớn cho biết họ không có kế hoạch hỗ trợ người lao động nước ngoài về chi phí chỗ ở, học tiếng Nhật hay tìm hiểu thông tin về cuộc sống tại Nhật Bản bản tin kinh tế và tài chính của đài phát thanh và trường hình long an xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại